Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Và ngày hôm nay sẽ có một bài tập giúp cho các bạn hát nốt cao dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng tập nhé. Để tập cái bài tập này thì các bạn chỉ cần nhớ một điều đơn giản thôi là bắt ngay nốt cao và cố gắng hát nhẹ bằng giọng pha, sau đó đẩy hơi thật mạnh vào. Chúng ta cùng làm nha. Hít hơi thật sâu vào. Bạn nào đủ khả năng có thể tiếp tục nha. Các bạn cố gắng nhấc hàm lên trời để cho nó vào cái khoảng vang nha. Tập nốt cao rất là dễ dàng dành cho các bạn và hy vọng rằng các bạn sẽ càng ngày càng có một cái giọng hát cao hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhớ bấm subscribe kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye.